Nào, trọng tài đã thổi hơi que, bắt đầu trận đấu trong khuôn khổ giải Đại An Thăng Long Cup 2021. Rồi, em chân. Tốt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi live stream trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu Tora Cup 2021 giữa hai đội FC Coca và FC VNF FC. Bên phải hàng ngang bên phải đó là các cầu thủ Coca FC. Hai đội đang nhập cuộc với tốc độ khá là nhanh, rất nguy hiểm, không vào. Trần Duy Hưng đã có một pha dứt điểm, rất tiếc là bóng đá không đi trúng không thành. Ok anh ơi, trở lại với những diễn biến chính trong trận đấu. Em ở bên này. Trên sân, thời tiết trên sân đang rất khá lý tưởng. FC Coca đang là đương kim á quân Favisa Cup 2020. Đối đầu với các cầu thủ VNFC là những đội bóng giàu thành tích nhất Kanto trong thời điểm hiện tại. Hai đội bóng đang nhật cuộc rất nhanh. Bóng đang trong sân của cầu thủ Coca. Không được rồi. Vận bóng đang cho các cầu thủ. Và chọc khe, không thành công. Nhịp độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao, pha căng ngang, không được rồi. Trung vệ bên đội tuyển VFC đã có pha can thiệp rất kịp thời để giải nguy trong tình huống bóng vừa rồi. Phạt góc dành cho các cầu thủ Coca FC. Rất nguy hiểm, không vào. Tìm trúng cột dọc, không, rất tiếc cho cầu thủ Coca. Hậu vệ cánh Hoài Nam đã có pha bắt bùa lê rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi, rất tiếc bóng đã đi tìm trúng cột dọc. Không khí nguy hiểm, không vào. Lão tướng Thanh Nghi đã có một pha cản phá ngay trên chân của các cầu thủ Coca FC. Hiện tại các khán giả tập trung đã kín trên 4 góc khán đài. Chúng ta hãy cùng tận hưởng bầu không khí trong buổi chủ nhật ngày hôm nay. Trận đấu mới chỉ trôi qua được 4 phút thôi nhưng đã rất nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên cùng tạo ra. Bóng rất kỹ thuật. Bóng đã đi hết đường biên. Biên dọc. Đá biên cho cầu thủ VNFC. Giải bóng đá Real Toama Cup thường niên lần thứ 3 năm nay được tổ chức trên sân nhà của các cầu thủ Real Toama FC Tora, sân nhà Tora. Đây là trận đấu khai mạc trong giải giao hữu 2021. Trận đấu sẽ diễn ra trong hai hiệp chính, mỗi hiệp 20 phút và nghỉ giữa hiệp là 4 phút. Có thể nói đây là một trận cầu siêu kinh điển của ngày chủ nhật ngày hôm nay. Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này đều có cơ hội rất lớn đến ngôi vô địch của giải đấu lần này. Giải đấu Real Toama Cup 2021 với sự góp mặt của 4 đội. Đội chủ nhà
Real Thomama FC, VNF FC, Coca FC và Nghệ Tĩnh FC. Những đội bóng giàu thành tích, rất giàu thành tích tại khu vực Kanto. Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ Tục. Bóng đã chạm tay, đã có tiếng còi, cất lên để đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Thì ban tổ chức đã mời trọng tài tiêu chuẩn FIFA Lại Thế Huy. Lại Thế Huy là trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Bên cạnh đó có sự của trợ lý trọng tài đang cho trọng tài đang điều chỉnh hàng rào. Rất nguy hiểm. Và dàn xếp đá phạt cực kỳ bài bản của các cầu thủ Coca FC. Vẫn là Duy Lạm. Có thể các hậu vệ biên của VNFC rất phải hết sức cảnh giác và dè chừng với cầu thủ số 9 này. Rất bình tĩnh. Thời tiết rất chi là lý tưởng. Ngay sau trận đấu này kết thúc sẽ là trận ra quân của đội chủ nhà Real Thomama FC và các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Đá biên cho các cầu thủ Coca FC. Tiếp tục một quả đá biên. Duy Thái. Đội trưởng Duy Thái là người thực hiện. Đây là phía hội cổ động viên của Coca FC. Rất đông đảo. Phát bóng lên cho cầu thủ Coca FC. Bóng đi hết đường biên dọc. Coca FC tổ chức quay rất nguy hiểm. Xuất sắc. Vào! Pha bóng rất lộn xộn trước khung thành của Coca FC và bóng đã rất từ từ lăn vào lưới của Coca FC. 1-0 cho cầu thủ VNFC, rất bất ngờ. Các hậu vệ của Coca FC đã không hiểu ý nhau trong tình huống bóng vừa rồi. Một không. Tân này, Tân. Rút xa, không vào.
cảnh báo là sự nguy hiểm của số 9. Rất nhanh anh đã tung ra một cú sút rất nguy hiểm, rất tiếc là thủ môn của VNFC đã rất xuất sắc trong tình huống bóng vừa rồi. Cầu thủ 9 anh chơi rất năng động và chúng chào mừng sự trở lại của huấn luyện viên Duy Hoàng. Anh sẽ đồng hành cùng với tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Hai anh em cùng diện. Hai anh em xong cá. Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin lỗi do có chút công việc nên bây giờ tôi mới quay trở lại. Em nói đội nào đang dẫn trước? 1-0 cho VNFC. VNFC cũng có cũng đã vươn mình lên, khẳng định một nhà là đương kim vô địch cũ với tiền sử rất lâu đời. Anh Hoàng, anh nghĩ sao về hội cổ động viên người ta gọi VNFC là ông vua vị nhì của mọi giải đấu? Đúng vậy, VNFC dường như cũng đang ôm một mối hận nào đó với Real Tobama. Khi trong những giải gần đây họ luôn về nhì, chỉ đứng sau đội chủ nhà là Real Tobama. Nhưng trong giải lần này họ có vươn lên báo thù được hay không? Rất nhiều cầu thủ với thân hình to cao, 09 dường như là một lợi thế của VNFC. VNFC Moka, một đội bóng đã về nhì trong giải Favija vừa rồi, không phải là một đối thủ dễ ăn. Sau khi đã có bàn thắng dẫn trước thì các cầu thủ VNFC đang rất hưng phấn, họ dồn đội hình lên rất cao với mong muốn nhân đôi cách biệt để quyết định trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ VNFC Moka cũng đang đẩy cao đội hình lên nhằm tìm kiếm một bàn gỡ. Đó là một trận mở màn rất kịch tính. Bóng vào chân các cầu thủ FC Moka. Pha đá phạt dành cho cầu thủ VNFC. Đứng trước bóng đang là Trần Duy Hưng, một siêu tiền đạo của VNFC. Sút xa. Không. Rất quay đầu. Các cầu thủ VNFC vẫn đang sát bóng rất tốt. Đặt bóng vào. Sút luôn, không được. Pha vô lê bị lỗi của cầu thủ áo số 11 VNFC Moka. Hai đội khá mạnh. Ôi sao bị lỗi rồi. Rồi đấy anh ấn tăng âm lượng. Pha qua người rất khéo léo của cầu thủ VNFC Moka. Không được rồi. Các cầu thủ VNFC đã lấy được bóng. Tân ơi, các cầu thủ AC là bốn đội bóng của chúng ta đều là những đội bóng được đánh giá là
ám ảnh ở trên người Tato. Không có gì là có gần đối với hàng hậu vệ của VNFC. Bên VNFC thực hiện sự thay đổi người. Rất xuất sắc của áo số 83 bên VNFC. Đi lên, công an đi lên. Liên tục là những pha đánh chặn đường bóng đi lên của bên FC Toka. Mặc dù đang bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Toka vẫn đang rất bình tĩnh để triển khai những đường tấn công của mình với hy vọng tìm được bàn gỡ. Trận đấu đã đi vào những phút cuối của hiệp 1. Đúng với cái tên Toka, càng uống càng ngon, càng đá càng hăng. Được rồi. Với thế trận như này, với những đường phản công chớp nhoáng của các cầu thủ VNFC, đó sẽ là những câu trả lời hết sức nguy hiểm. Phòng nó chặt phản công nhanh. Thẻ vàng đi. Bóng đã chạm tay cầu thủ bên VNFC. Một thẻ vàng đã dành cho các cầu thủ VNFC. NFC về lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Rất không may trong tình huống bóng rồi. Anh đã nhiệt tình quá mức cần thiết. Cứu bóng. Các cầu thủ phải chăng nên chúng ta nên giữ được cái một tâm lý bình tĩnh hơn. Lùi về rất kịp thời cầu thủ áo số 6 về FC Toka. Này quay cả bóng do nhỉ. Không được rồi. Thì có cầu thủ nào đó bóng phía trên. Đây mình quay. Sút pin dành cho VNFC. Đúng vào. Rồi cầu thủ đột phá lấy bóng rất quyết liệt của cầu thủ áo số 9, rất may bóng pha lấy bóng vừa rồi không gây ra lỗi. Nếu chỉ cần chạm vào chân bên phía cầu thủ VNFC thì khả năng sẽ có một chấn thương. Chúng ta có thể nhìn thấy sự giằng co rất gay cấn giữa hai đội. Xuất phạt dành cho VNFC. Xuất xa. Pha sút xa không có gì là nguy hiểm. Bóng ra ngoài rồi. Thêm một pha sút pin dành cho FC Toka. Trọng tài đã thổi còi. Tình huống nguy hiểm. Rất may không có cầu thủ nào đón bóng bên cánh phải. Đâu thì thấy những ý đồ phối hợp rất bài bản của các cầu thủ FC Toka.
Họ đến đây với tinh thần lấy cúp là chính chứ không phải đi chơi. Vâng, trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất giữa hai đội FC Coca và VNFC. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về VNFC. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại hiệp 2 sau ít phút. Sau đây là 5 phút dành cho quảng cáo. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội FC Coca gặp VNFC. Ở trận đấu này, FC Coca bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái với đồng áo màu, đồng phục là màu xanh, quần xanh. Và bóng đang trong chân các cầu thủ FC Coca. VNFC đồng phục là quần áo màu trắng và đỏ. FC Coca vẫn đang có bóng. Pha tranh chấp rất quyết liệt. Mới bắt đầu hiệp 2, hai đội đã tỏ ra một tinh thần rất là hưng phấn và sung sức. Và vào bóng mạnh mẽ cùng với những cú vận tốc thần tốc. Mặc dù đang có bản năng dẫn trước nhưng các cầu thủ VNFC tổ chức áp sát bên phần phía sân của đối thủ rất sát. Chúng ta đã có rồi đấy. Một pha lấy bóng và chuyển bóng cho cầu thủ áo số 31 với pha dứt điểm cực kỳ mạnh và một đường bóng thì không thể có gì là ngăn cản được. À, chúng ta vẫn được thấy hiệu quả của lối chơi pressing ngay trên phía sân của đối thủ là như thế nào. Kết quả của đội bạn là bàn thắng nhân đôi cách biệt tỷ số 2-0. Vâng, một ông vua về nhì và một ông đá về nhì giải Favija. Thì họ có khẳng định vị trí ngày hôm nay trên đấu trường giải đấu này hay không? Hay không rồi. Dường như các cầu thủ VFC chưa muốn dừng lại. Cắt khao đổi màu huy chương trong giải đấu này đang được các cầu thủ trên sân thể hiện rất rõ ràng. Nếu như có chiến thắng trong trận đấu ra quân này thì các cầu thủ VNFC đã có lợi thế rất lớn đến ngôi đua vô địch trong giải đấu ngày hôm nay. Bóng đang chân nhiều cầu thủ Coca. Cũng được, đường truyền là khá mạnh. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc sẽ là trận tranh tài cho cầu thủ chủ nhà Real Tomar FC gặp các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC. Và phía bên đồng bít, hai đội bóng đang khởi động rất kỹ để chuẩn bị cho cuộc mở màn của mình. Vâng, theo tôi quan sát được thì các cầu thủ FC VNFC đang tỏ ra rất tự tin. Họ dường như đã tìm ra cho mình được một chiến thuật nhằm vô hiệu hóa hàng phòng ngự của đối phương. Nhanh. Phạt góc dành cho VNFC. Anh ơi, anh em ơi, bóng trong chân FC Coca. Anh ơi, chuyển bóng về. Và xử lý kỹ thuật cá nhân của cầu thủ áo số 10 FC Coca. Và lấy bóng rất nhanh của cầu thủ áo số 18 bên Coca. Giật bóng về. Và giật bóng với ý đồ cho cầu thủ áo số 8. Thế nhưng kèm theo đó là hai cầu thủ to cao bên VNFC. Nhịp độ trận đấu đang được đẩy lên rất nhanh. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Như trong vòng hiệp báo sau trận đấu hiệp 1 vừa rồi thì huấn luyện viên trưởng của FC Coca có nói rằng
tinh thần của các cầu thủ dường như đã đi xuống và lối đá vừa rồi là không phù hợp. Liệu trong trận đấu này thứ hai các cầu thủ FC Cô Gà có cải tiến được hay không? Và đảo cánh. Với kích thước sân 7 tiêu chuẩn như này thì không có không gian để cho các cầu thủ phô diễn kỹ thuật cũng như tốc độ đối đá nhanh và áp sát sẽ rất hiệu quả. Các có thể thấy các cầu thủ VNFC tổ chức quay người rất chặt. Vâng, đó là gần như là một định hình cho các cầu thủ của các đội chúng ta ngày hôm nay có thể quan sát và học tập được. Luôn có 3 cầu thủ của VNFC tổ chức quay rất sát ngay trong gần vòng của đối thủ. Và hiệu quả chúng ta đã có thể thấy đó là 2 bàn thắng. Không cần phải triển khai những lối đá kỹ thuật quá nhiều, họ chỉ cần áp sát vào kịp thời, không cho cầu thủ đối phương vươn lên vào sân nhà của họ, và khi họ đã lấy được bóng thì dường như đó cũng là một mối nguy họa đối với cầu thủ đối phương. Xác định dành cho VNFC. Pha sút đi. Đường bóng vào rất nguy hiểm, rất bay với lực sút rất mạnh, thế nhưng đường bóng bay lên là khá cao. Với những lợi thế về mặt tâm lý thì những tình huống cố định sẽ là những con át chủ bài trong trận đấu ngày hôm nay của cầu thủ VNFC. Đội hình sở hữu những chân sút xa cực kỳ tốt và những tình huống đá phạt có thể nói là một sút xa không có gì là nguy hiểm. Bóng đá chạm mép sang hàng. Dường như chúng ta quan sát được BNFC Coca họ đang chơi với lối đá triển khai về hai bên cánh. Họ đã tìm được điểm yếu của VNFC. Thế nhưng thời gian chỉ còn khoảng 30 phút, liệu họ có thể tìm cho mình được hai bàn gỡ hay không? Không được. Suka đang cầm bóng. Đánh chạy rất tốt của cầu thủ áo số 27 bên VNFC. Cầu thủ VNFC vẫn đang chơi rất kỷ luật và giữ cự ly đội hình khá hợp lý. Với lợi thế chiều cao, gần như những pha bóng đường chuyền dài của đối thủ không có gì là khó khăn đối với các cầu thủ VNFC. Sút xa không được. Và sút xa của cầu thủ áo số 18. Như tôi có thể quan sát được ngày hôm nay, thủ môn VNFC là một thủ môn mới. Ở các giải đấu trước đây từng gặp Real Toma, thủ môn của họ cũng khác. Bin cho FC Coca không được. Và xử lý tầng bóng lên, thế nhưng không có góc rộng để sút. VNFC đang đưa bóng lên và phối hợp rất hay, sút xa không được. Một pha chuyền bóng rất đẹp của cầu thủ VNFC. Hàng thủ Coca đang để lộ ra những rất nhiều điểm yếu. Thôi mà anh có thể nhìn thấy các cầu thủ số 14 đang khai thác rất tốt các khoảng trống của hàng thủ bên Coca để lại. Vâng, cho tôi quan sát được thì với thân hình mảnh mai, cầu thủ sở hữu thêm một kỹ thuật lắt léo thì họ khai thác rất tốt.
Đưa bóng vào. Pha nhìn gọi là kỹ thuật rất tốt. Hiệu quả của những pha phát bóng bổng lên cho các tiền đạo cao to ở phía trên cực kỳ rất là khó chịu và sút xa. Trung phong số 7 anh sở hữu một thân hình khá lý tưởng với chiều cao 1m90 và 70 cân, à 75 cân. Không, tôi có thể nhìn thấy chúng ta vẫn là rất đáng tiếc là cầu thủ số 7 đã trượt chân vào bóng vừa rồi. Một pha phối hợp rất đẹp mắt thế nhưng pha giữ bóng của cầu thủ áo số 7 bên VNFC là không tốt. Anh đã bị trượt chân không để tung ra một cú sút mạnh cho mình. Rất may cho FC Coca. Sút xa, không được. Sút pin dành cho FC Coca. Một nửa thời gian của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Tỷ số đang là 2-0 cho cầu thủ VNFC. Rất bất ngờ. Quả người rất tốt của cầu thủ áo số 18. Không được rồi. Vâng, VNFC không những công hay mà thủ cũng hay. Thủ bóng về. Mặc dù đang bị dẫn trước với tỷ số 2-0 những cầu thủ Coca đã đang chơi một lối đá Titicaca ở ban truyền rất nhịp nhàng ở cự ly ngắn, còn cộng thêm sự cổ động hết sức nhiệt tình và chàng vỗ tay bên ban huấn luyện một phần nào đó nhằm tái tạo lại tinh thần cho các cầu thủ FC Coca. Và chúng ta sẽ quan sát được huấn luyện viên FC Coca đang điều tiết các cầu thủ của đội mình một cách rất nhịp nhàng. Trọng tài đã có nhắc nhở với hàng phòng thủ và rất nguy hiểm, liên tục là những phương án treo bóng vào trong để lợi dụng với thể hình lý tưởng của cầu thủ số 7. Vâng, không những to mà họ còn cao, dường như đấy là một điểm mạnh của VNFC. Vâng, pha qua người của cầu thủ VNFC. Giao ra. Sút pin dành cho Secoca. Sút xa. Bóng đã chạm đúng vào một người, một chân của cầu thủ bên VNFC nên lực bóng đã giảm đi rất nhiều. Không có gì là khó khăn với thủ môn VNFC. Rất nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ số 14. Anh nhanh như một con ngựa. Một mình anh có thể làm khuynh đảo hàng hậu vệ của đối phương. Nhỏ nhưng có vỏ. Kỹ thuật trình diễn rất rất léo của cầu thủ Jessica. Nếu đó là một tình huống căng ngang thì rất có thể dẫn đến một bàn thắng trong tình huống bóng vừa rồi. Rất nguy hiểm. Thủ số 20 anh đã không còn đủ sức khỏe để có thể thực hiện một đường căng ngang cho đồng đội ở bên trong. Vâng, với những pha tranh chấp qua đi qua lại vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy một phần nào đó thể lực của anh đã đi xuống. Phạt góc dành cho FC VNFC. Không được rồi. Phạt bóng lên đánh cho cầu thủ Coca FC. Thêm một pha phạt góc. Không phải, đó là một pha phạt góc. Xuất ra, không được. Bứt tốc lên nào. Cầu thủ áo số 10 đang có bóng rồi. Anh xử lý sao đây? Rất nhịp nhàng. Lên cánh. Sút nào. Không được rồi. Và giữ bóng lại thì cầu thủ bên VNFC đã lui về kịp thời. Làm lại, làm lại.
thủ môn của VFC anh chơi rất thêm một lần nữa đừng cánh lại được chính khai. Liên tục là những pha dồi bóng lên phía trên cho trung phong số 7. Như tôi đã nói ngay từ đầu hiệp 2 thì FC Coca đã tìm ra được một điểm yếu của VFC, đó là hai bên cánh. Họ đang tận dụng rất tốt lợi thế này, thế nhưng vẫn chưa có một bàn gỡ. Thưa anh Hoàng, tôi đang rất ngóng chờ vào ban huấn luyện của Coca FC. Nếu như tỷ số 2-0 này được giữ nguyên thì liệu có thay thủ môn vào một hậu vệ và chơi một lối đá playball trong những phút cuối trận này hay không? Tôi cũng đang suy nghĩ theo hướng của anh Phương. Liệu nếu tình huống nó xảy ra thì chúng ta có thể xem thêm rất nhiều kịch tính xảy ra. Bóng vào chân FC Coca. Mỗi khi họ có bóng là họ phối hợp rất nhịp nhàng. Hai cánh của VFC đang bị khai thác rất tối tuyệt vời. Sức pin dành cho VNFC. Vẫn là một pha nhồi bóng lên. Không được rồi. Rất nguy hiểm. Anh vẫn gỡ bóng bằng được của cầu thủ bên VNFC. Cái pha cao chân vừa rồi rất may là đúng gì nghĩ thế ra. Coca đã lấy được bóng. Rất căng của cầu thủ bên FC Coca. Trung vệ đội trưởng số 83 anh đang điều chỉnh hàng phòng ngự của mình rất kỷ luật. Tiếp tục nó pha nhồi bóng lên cho phía trên. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai không còn nhiều. Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ trên sân vẫn đang rất thận trọng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Sút xa không được. Bóng vừa chạm chân cầu thủ áo số 7 bên VNFC. Không được. Chúng ta có thể thấy như các cầu thủ Coca đã có vẻ đang rất sốt ruột, nên liên tiếp là những tình huống dứt điểm từ xa, bóng tìm đến khung thành. Và trận đấu đã bước sang phút thứ 18, số vẫn đang là 2-0 về các cầu thủ VNFC. Các cầu thủ Coca vẫn đang có bóng, không được rồi. Phạt các cầu thủ Coca sẽ. Sút xa. Không vào. Phối hợp gọi là rất bất ngờ. Và bằng lên rất nhanh của cầu thủ áo số 6 đưa ra một cú sút rất quyết đoán. Thế nhưng thủ môn bên phía đội bạn đã đoán đúng đường bóng. Vẫn không có gì là nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy phong thái thi đấu rất
rất chi là bản lĩnh thủ lĩnh của đội trưởng số 83 bên các cầu thủ VNFC. Vâng, hãy nhìn vào đấy và chúng ta có thể kết luận rằng to cao là một lợi thế. Anh sở hữu một thần thái không được thi đấu rất chuyên nghiệp. Ở dưới sự spin dành cho VNFC. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, bên các cầu thủ VNFC thực hiện sự thay đổi người chiến thuật. Xuân Khương ra dựng và một cầu thủ, vâng, cầu thủ đá to cao đi ra thì thay vào đó còn to cao hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy một đội hình rất đồng đều. Không biết khi tuyển quân trong lò đào tạo các cầu thủ ban huấn luyện viên FC có đặt ra tiêu chí cân nặng và chiều cao hay không. Tôi có thể quan sát được đội hình của họ rất đẹp. Cùng những sở hữu thân hình lý tưởng mà các cầu thủ của bên VFC còn thể hiện một tốc độ và kỹ thuật khá khéo léo. Sút xa không được. Các cầu thủ bên VFC đã lùi sâu về phía phần sân nhà để bảo vệ thành quả của mình. Một đường chuyền chọc khe lên. Vâng. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội FC Coca gặp VNFC. Tỷ số là 2-0 nghiêng về các cầu thủ áo đỏ VNFC. Vâng, xin chúc mừng các cầu thủ VNFC đã có 3 điểm đầu tiên. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Real Toba gặp FC Nghệ Tĩnh sau ít phút. Sau đây là 5 phút dành cho quảng cáo. Tàng tàng tàng.